Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả, hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2016, chương trình thời sự Đài Phát thanh Long An gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây: Cần dược chuyển đổi vật nuôi mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, nguy cơ dịch bệnh gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020, quyện Đức Huệ tập trung các nguồn lực thực hiện hai công trình trọng điểm trên địa bàn nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Theo đó, quyện sẽ láng nhựa hai tuyến đường giao thông là đường số 1 nối dài đến cầu kênh Trạch Cối, thuộc địa bàn thị trấn Đông Thành và đường cặp kênh Bà Mùi, đoạn từ đường tỉnh 838 đến chợ Bà Mùi, thuộc địa bàn xã Mỹ Thành Bắc. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho khai công trình là hơn 38 tỷ đồng. Đây là khai trong số các tuyến đường giao thông quyết mạnh của địa phương trong thời gian qua đã được đầu tư nâng cấp, phục vụ cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Tuy nhiên do nguồn vốn có hạn nên hiện trạng hai tuyến đường này chỉ mới trải đá cấp phối, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc đầu tư nâng cấp cải tạo nhựa quá hai công trình này sẽ gắn kết với đường tỉnh 838, tạo sự chuyển biến tích cực về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân địa phương. Tại quyền Bến Lức, dịch bệnh sốt xuất huyết đã có dấu hiệu tăng nhanh trong những tháng đầu năm 2016. Năm tháng đầu năm, số ca mắc sốt xuất huyết tăng 32,9%. Và riêng trong tháng 4, dịch bệnh sốt xuất huyết tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm trước. Bệnh tay chân miệng tuy không tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng số ca mắc vẫn ở mức rất cao. Tính đến cuối tháng 4, toàn quyền có trên 50 ca sốt xuất huyết, 74 ca tay chân miệng, thời điểm giao mùa cũng là thời điểm bùng phát các loại dịch bệnh cúm thủy đậu tiêu chảy. Bà Phạm Thị Kim Phượng, người dân thị trấn Bến Lức nói: Bé thì nó ở nhà nó sốt, nghĩ nó sốt thường thôi à, cái mua thuốc cảm cho nó uống uống rồi cái nó hạ sốt, hạ sốt cái nó uống hết thuốc rồi cái nó sốt lại. Rồi cái không có đem tới bệnh viện rồi cái ở nhà cái mua thuốc ngày nữa thứ bảy cái mua thuốc ngày nữa, cái uống cũng hết sốt, hết sốt cái tối cái nó sốt lại. Cái qua tới ngày chủ nhật chủ nhật cái thôi ngưng đi không có đi bệnh viện tại không có khám nghỉ không khám không đi bệnh viện cũng nhà mua thuốc uống thường thôi rồi cái qua ngày thứ hai mới đi bệnh viện khám bác sĩ nói là nó bị sốt sốt huyết rồi thành ra bác sĩ cho nhập viện luôn để công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới, trung tâm y tế huyện và các trạm y tế 15 xã thị trấn cũng nên tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm để chủ động dập dịch kịp thời. Bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, ngành y tế cũng thực hiện phun hóa chất trong phạm vi bán kính 200m xung quanh nhà có người bị bệnh và ở khu vực đông dân cư, những địa điểm có khả năng xảy ra dịch cao, bà Hồ Thị Thanh Thúy, trưởng trạm y tế thị trấn Bến Lức cho biết. Do địa bàn rộng, dân cư đông, với phần lớn là người sống tạm cư nên công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh của thị trấn còn gặp nhiều khó khăn để khắc phục tình trạng trên. Ngoài việc cán bộ y tế tuyên truyền, tư vấn cho người dân khi đến khám bệnh, trạm còn phối hợp với các ban ngành đồng thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, cụ chứng binh cùng nhau tham gia tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh đến người dân. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh bằng cách quét dọn thu cơm, quỹ các dụng cụ chứa nước, phế thải xung quanh nhà, hạn chế sự phát triển của mũi dằn, thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn. Từ đầu năm đến nay, huyện Tương Trụ ghi nhận 42 ca sốt xuất số huyết, tăng 22 ca so cùng kỳ năm 2015, xảy ra 12 ổ dịch, tăng 11 ổ dịch so cùng kỳ. Số ca mắc sốt xuất số huyết liên tục gia tăng trong thời gian gần đây, cao nhất là quê Mỹ Thạnh, Tân Phước Tây, Bình Lãng. Hiện nay hầu hết các xã thị trấn đều có ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết thường gặp nhiều trong mùa mưa, cao điểm từ tháng 5 đến tháng 11. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bệnh xảy ra quanh năm và mọi lứa tuổi đều mắc bệnh này. Dự báo tình hình bệnh sốt xuất huyết những tháng tiếp theo trong năm 2016 sẽ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch lớn rất cao. Do vậy, mỗi người, mỗi gia đình hãy thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh bệnh bằng cách không để mũi đốt, cho trẻ mặc quần áo dài tay, ngủ mùng kể cả ban ngày, không chơi nơi bóng tối, dùng nhăn mũi, bình xịt mũi để xua mũi, chọn kẹp nhà cửa ngăn nắp, thông thoáng, không treo áo quần bừa bãi, loại bỏ các vật dụng chứa nước động quanh nhà, thay nước bình bông mỗi tuần. Nếu trong nhà có người nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết, phải đưa đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám và theo dõi điều trị khi có dấu hiệu sốt cao đột ngột liên tục kéo dài, uống thuốc hạ sốt không giảm và xuất huyết tự nhiên, chảy máu cam, chảy máu răng. Những biện pháp phòng bệnh sốt xuất số huyết kể trên đơn giản, dễ làm, góp phần rất lớn trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình và sớm diện xung quanh. Với các chỉ tiêu chủ yếu, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ 11 đề ra đến năm 2020, sản lượng lương thực đạt 175.000 tấn, trong đó có 50% lúa chất lượng cao, tập trung quy hoạch hoàn chỉnh và tiến hành sản xuất 7.500 ha lúa chất lượng cao ở các xã Thạnh Hưng, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân. Có 100% diện tích lúa sản xuất trong dùng quy hoạch sử dụng giống lúa xác nhận. 100% diện tích quy hoạch được đê bao lửng khép kín và đầu tư xây dựng 50 trạm bơm điện tại các xã phường. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 2 đến 4 hợp tác xã. Thì quy kiến thường cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật xây dựng các tổ nhân giống lúa đáp ứng nhu cầu giống lúa chất lượng cao trong dùng sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng dùng lúa chất lượng cao, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyển đổi các cây trồng có giá trị cao phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Cụ thể là thực hiện quy hoạch bố trí mùa vụ và cơ cấu cây trồng phù hợp cho từng dùng, trong đó lúa vẫn là thế mạnh và là sản phẩm chủ lực của ngành để mạnh việc luân canh rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày trên đất lúa, chủ yếu đất canh tác lúa vụ 2 hiệu quả cao như rau thực phẩm, mè, dưa hấu, hướng quy hoạch dùng rau an toàn ấp gò tranh, ấp mới xã Bình Tân và dùng qua kiển phường 1, phường 3 nhằm phục vụ nhu cầu ở địa phương. Thời gian qua, nông dân huyện Cần Duộc mạnh dạng chuyển đổi vật nuôi mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Trong đó có mô hình nuôi heo kết hợp bò, dịch sim của anh Nguyễn Thanh Diệt ấp Phú Ân, xã Phước Lý. Năm 2006, sau khi lập gia đình, anh Diệt mua hai con heo thịt về nuôi, nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước nên heo nhà anh phát triển tốt, anh mở rộng quy mô chăn nuôi. Để chủ động nguồn heo giống, anh đầu tư nuôi thêm 4 heo sinh sản. Hiện tại, đàn heo nhà anh lên đến 40 con, mỗi năm cung cấp cho thị trường 30 con heo thịt. Ngoài ra tận dụng thời gian nhàn rỗi, anh còn nuôi thêm 100 dịch sim và hai con bò sinh sản, thu nhập hơn 30 triệu đồng một năm. Năm 2016, anh còn đầu tư nuôi dê để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò. Dê, anh đầu tư trồng 500 mét vuông cỏ VA06. Anh Việt chia sẻ. Hiện tại gia đình tôi có nuôi chăn nuôi nhiều loại như heo, bò, dịch, về để bảo đảm cho môi trường sạch sẽ tôi có dịch bệnh tôi có tiêm ngừa phòng chống dịch bệnh đầy đủ những vaccine như móng thương hàng để cho môi trường sạch sẽ tôi có làm bioga vừa sạch sẽ vừa có chất đốt cho gia đình từ mô hình chăn nuôi kết hợp của mình mỗi năm anh diệt thu lãi 60 đến 70 triệu đồng thành công từ mô hình chăn nuôi kết hợp anh diệt đang đầu tư thêm chuồng trại để mở rộng quy mô chăn nuôi đến thời điểm này toàn quyền bến lức đã cài ải hơn 4.000 hecta diện tích đất nông nghiệp diện tích đất còn lại đang tiếp tục cày theo ngành nông nghiệp phát triển nông thôn hiện tại nông dân trong quyền chuẩn bị cho vụ lúa hè thu năm 2016 tuy nhiên nhiều nơi vẫn chưa thể tiến hành làm đất mà phải đợi mưa xuống mới tiến hành cày cái khó của vụ hè thu năm nay không chỉ ở khâu làm đất mà còn ở khả năng bùng phát dịch bệnh khi chuyển sang mùa mưa do nắng hạn kéo dài. Ngành chức năng các địa phương đang tích cực thực hiện việc nạo vét kênh mương nội đồng, đảm bảo điều kiện để người dân vào vụ lúa hè thu một cách thuận lợi nhất. Với mục tiêu chung tay về sức khỏe cộng đồng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết quân dân, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An phối hợp cùng Phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Trung tâm Y tế thành phố và Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tàn quà cho gần 150 người dân nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường 3. Tại buổi khám bệnh, các y bác sĩ đã tiến hành khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho gần 150 người dân, trong đó chủ yếu là người già, người dân địa phương chủ yếu mắc các bệnh về đường ruột, huyết áp, tai mũi họng, mắc tim mạch. Các bác sĩ đã tiến hành kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị. Đồng thời tư vấn cho người dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến, từ đó giúp họ nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Việc tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân là một trong những hoạt động thường xuyên thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng vũ trang thành phố với nhân dân trên địa bàn. Đồng thời qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương từ ngày 20 tháng 5 năm 2016 đến ngày 20 tháng 6 năm 2016, huyện Đức Hòa tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm H5N1 đợt 1 năm 2016 cho gia cầm tại các điểm chăn nuôi trên địa bàn huyện. Theo đó, đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong chuyện tiêm phòng, giới số lượng nuôi từ 2.000 con trở xuống sẽ được tiêm phòng vaccine miễn phí. Riêng đối với các đối tượng ngoài chuyện hỗ trợ vaccine miễn phí, chủ hộ chăn nuôi phải tự mua vaccine tiêm phòng bắt buộc theo đúng hướng dẫn của ngành thú y. Việc tiêm phòng vaccine phòng chống cúm gia cầm H5N1 rất quan trọng. Qua đây sẽ góp phần làm hạn chế nguy cơ xảy ra dịch bệnh cúm trên gia cầm, giảm thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất. Tại huyện Đức Hòa, trên 300.000 con gia cầm các loại được nuôi theo dạng gia đình nhỏ lẻ và trang trại. Trong đợt 1 năm 2016, trạm thú y huyện Đức Hòa sẽ tiếp nhận và hỗ trợ tiêm phòng miễn phí 100.000 liều vaccine phòng chống cúm gia cầm H5N1 tại các đơn vị xã thị trấn. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phải minh bạch quá các dự án BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao nhằm thực hiện nghị quyết phiên hợp thường kỳ chính phủ tháng 4 năm 2016. Theo đó, Ban Quản lý Đầu tư các dự án đối tác công tư PPP phải chủ trì trà soát, đánh giá và công khai quá chi phí đầu tư các dự án BOT, vị trí đặt trạm thu phí BOT, xác định mức phí và thời gian thu phí, Bên cạnh đó, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình, tiếp tục phân cấp quỹ quyền hợp lý trong công tác thẩm định, thẩm tra dự toán, thiết kế, đồng thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng giao thông để nâng cao hiệu quả đầu tư. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông Vận tải, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án ODA ngành giao thông vận tải. Ngay sau đại hội cổ đông thường niên năm 2016, hội đồng quản trị Tổng công ty hàng không Việt Nam công ty cổ phần Việt Nam Airlines đã hợp và nhất trí thay đổi hàng loạt các vị trí nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Phạm Diết Thanh sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị do thay đổi công tác theo phân công của Bộ Chính trị. Ông Phạm Ngọc Minh thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc để bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Trương Trí Thành thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Nam Airlines các quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2016. Vietnam Airlines cũng cho biết sắp hoàn tất việc đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần với tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Hondin để tiến hành ký kết vào cuối tháng 5 năm 2016. Theo đó, Tổng công ty hàng không Việt Nam, công ty cổ phần Vietnam Airlines, thực hiện phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Hondin để tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng theo quy định luật doanh nghiệp và luật chứng khoán. Giới số cổ phần bán là 107 triệu 668.938 cổ phần. Tỷ lệ nắm giữ của ANI Holding là 8,77% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, công ty cổ phần Việt Nam Airlines sau khi phát hành. Theo AB, Tổng thống Ai Cập Fatan NCC cho biết, do triển khai một tàu ngầm tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu ms 804 của hãng Aegis Air gặp nạn trên biển Địa Trung Hải ngày 19 tháng 5 vừa qua, làm 66 người thiệt mạng. Ông NCC cho rằng sẽ phải mất nhiều thời gian để xác định chính xác nguyên nhân khiến chiếc máy bay gặp nạn. Tàu ngầm này có thể hoạt động ở độ sâu 3.000m. Đội ngũ pháp y Ai Cập đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm ADN thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong vụ tai nạn máy bay. Ai Cập đã phát hiện được các mảnh vỡ máy bay, các vật dụng cá nhân của hành khách, áo phao, ghế ở khu vực ngoài khơi cách cảng Alexandria của nước này khoảng 290 km về phía bắc. Các mảnh vỡ trên chiếc máy bay xấu số hiện đã chuyển đến Pháp để làm công tác giám định. lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục truy tìm thân máy bay, hai hộp đen gồm thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái ở vùng biển Địa Trung Hải. Theo CNN, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ và khó đoán. Kết quả cuộc thăm dò dư luận chung của CNN ORC cuối tuần qua cho biết, có tới 49% số người được hỏi nói rằng họ không đồng tình với các quan điểm của bà Hillary, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Donald Trump lên tới 57%. Thăm dò chung của kênh tin tức CBS News và tờ New York Times thậm chí còn cho kết quả bi quan hơn. Có 64% số cử tri đã đăng ký khẳng định cả ông Trump và bà Hillary đều thiếu chân thật và không đáng tin cậy. 66% số người được hỏi cho rằng tỷ phú Trump không có chung các giá trị giống họ. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Mến chào tạm biệt quý vị.